Bên Hồ Hà Nội chuẩn bị. Thưa quý vị, câu lạc bộ khiêu vũ Nắng Xuân thành phố Thái Bình sẽ mang đến với vũ điệu Sơ Vang để dành tặng tất cả quý vị. Và sau đây, âm nhạc bắt đầu. Cảm ơn rất nhiều với phần biểu diễn vô cùng tuyệt vời của các thành viên đến từ câu lạc bộ khiêu vũ Nắng Xuân thành phố Thái Bình đã mang đến với một tiết mục biểu diễn vô cùng tuyệt vời. Quý vị xin